sao chị review mà cứ thức hoài vậy? Ok, giờ tao ngủ tao review cho bay coi. Trước khi đi ngủ tao đã kịp liên hệ Now Food đặt một đống đồ ăn vậy nè. Tại tao biết thế nào tụi bay cũng đưa ra thử thách các kiểu à. Toàn là đồ ăn Hàn Quốc với phô mai béo ngậy, ăn lấy sức để mai còn giảm cân. Đầu tiên là kim bắp trứng muối với cơm cuộn có màu từ hoa đậu biếc, nhìn màu xanh rất là mát con mắt luôn. Ngon và bông mặn mặn cơm thơm. Còn đây là gà tóc phô mai với sợi phô mai dai nhách kéo hoài với đứt. Há miệng ra. Gà giòn giòn phô mai béo ngậy sốt chua chua ngọt ngọt ngon. Còn đây là mì ý phô mai đúc lò. 1 2 3 sợi mềm 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 sốt cà chua 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 phô mai béo. Món tôi yêu thích nhất trứng cuộn phô mai. Này ăn đi má. Trứng mềm trời sốt phô mai quá béo ăn nhất cái nách à. Và đây là bánh gạo chả cá cay. Ăn thử miếng có cay không? Chả cá thì dai, nước sốt cho nhẹ ngon. Cuối cùng là tóc phô mai trứng muối. Món này rất là béo luôn nên ăn dễ bị ngán đó nha. Này bên Now Food nó gửi cho ly nước uống đi bà. Gì vậy bà? Trà sữa thang tre đó bà. Ăn uống no nê rồi, ngủ tiếp, ai rảnh đâu review hoài.